Lại nữa, thiện hiện, pháp môn giải thoát không, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của pháp môn giải thoát không, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Chân như của pháp môn giải thoát không, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của pháp môn giải thoát không, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của pháp môn giải thoát không, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, năm loại mắt không đến không đi cũng lại chẳng trụ, sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của năm loại mắt không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của năm loại mắt không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của năm loại mắt không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của năm loại mắt không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, mười lực của Phật không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của mười lực Phật không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bốn điều không sợ, cho đến trí nhất thiết tướng, không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Chân như của mười lực Phật không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của mười lực Phật không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của mười lực Phật không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, Bồ Tát không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Phật Đà giác ngộ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của Bồ Tát không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của Phật Đà giác ngộ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của Bồ Tát không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của Phật Đà giác ngộ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của Bồ Tát không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của Phật Đà giác ngộ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của Bồ Tát không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của Phật Đà giác ngộ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì Bồ Tát, Phật Đà giác ngộ và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của các ngài hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, hữu vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vô vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của hữu vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của vô vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của hữu vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của vô vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của hữu vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của vô vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của hữu vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của vô vi không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì hữu vi, vô vi và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, cho nên nói đại thừa không đến không đi không trụ, có thể thấy giống như hư không. Lại nữa, thiện hiện, ông lại nói như hư không, đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Đại thừa cũng vậy, đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Vì ba đời đều bình đẳng nên gọi là đại thừa.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Thiện hiện vì đời quá khứ, tức là cái không của đời quá khứ. Đời vị lai, tức là cái không của đời vị lai. Đời hiện tại, tức là cái không của đời hiện tại. Tánh bình đẳng ba đời, tức là cái không của tánh bình đẳng ba đời. Tánh đại thừa, tức là cái không của tánh đại thừa. Tánh đại Bồ Tát, tức là cái không của tánh đại Bồ Tát. Vì sao? Thiện hiện vì cái không, không có tướng dị biệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vì vậy đại thừa bình đẳng ba đời, thiện hiện như vậy trong đại thừa tướng bình đẳng bất bình đẳng, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng tham chẳng tham hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng sân chẳng sân hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng si chẳng si hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng kiêu mạn chẳng kiêu mạn hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, như vậy cho đến tướng thiện phi thiện hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng hữu ký vô ký hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng hữu lậu vô lậu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng hữu tội vô tội hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng hữu nhiễm ly nhiễm hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng thế gian xuất thế gian hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng tạp nhiễm thanh tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng sanh tử niết bàn hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng thường vô thường hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng lạc khổ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng ngã vô ngã hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng tịnh bất tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng tịch tịnh bất tịch tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng viễn ly bất viễn ly hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng dục giới ra khỏi dục giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng sắc giới ra khỏi sắc giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, tướng vô sắc giới ra khỏi vô sắc giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao thiện hiện? Vì trong đại thừa tự tánh của các pháp chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện sắc quá khứ, tức là cái không của sắc quá khứ. Sắc vị lai, tức là cái không của sắc vị lai. Sắc hiện tại, tức là cái không của sắc hiện tại. Thọ tưởng hành thức quá khứ, tức là cái không của thọ tưởng hành thức quá khứ. Thọ tưởng hành thức vị lai, tức là cái không của thọ tưởng hành thức vị lai. Thọ tưởng hành thức hiện tại, tức là cái không của thọ tưởng hành thức hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không, sắc quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc quá khứ, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có sắc quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thọ tưởng hành thức quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thọ tưởng hành thức quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thọ tưởng hành thức vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thọ tưởng hành thức vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, thọ tưởng hành thức hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thọ tưởng hành thức hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện nhãn xứ, quá khứ tức là cái không của nhãn xứ quá khứ. Nhãn xứ vị lai tức là cái không của nhãn xứ vị lai. Nhãn xứ hiện tại tức là cái không của nhãn xứ hiện tại.
Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ tức là cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai tức là cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hiện tại tức là cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hiện tại. Vì sao hiện hiện? Vì trong cái không nhãn xứ quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn xứ quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhãn xứ vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn xứ vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhãn xứ hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có nhãn xứ hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện sắc xứ quá khứ tức là cái không của sắc xứ quá khứ, sắc xứ vị lai tức là cái không của sắc xứ vị lai, sắc xứ hiện tại tức là cái không của sắc xứ hiện tại. Thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ tức là cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai tức là cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai. Thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại tức là cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không sắc xứ quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có sắc xứ quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sắc xứ vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có sắc xứ vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sắc xứ hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc xứ hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không, có thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai có thể nắm bắt được.
thiện hiện trong cái không, thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhãn giới quá khứ tức là cái không của nhãn giới quá khứ. Nhãn giới vị lai tức là cái không của nhãn giới vị lai. Nhãn giới hiện tại tức là cái không của nhãn giới hiện tại. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không nhãn giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không nhãn giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không nhãn giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhĩ giới quá khứ tức là cái không của nhĩ giới quá khứ, nhĩ giới vị lai tức là cái không của nhĩ giới vị lai, nhĩ giới hiện tại tức là cái không của nhĩ giới hiện tại, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Hiện hiện vì trong cái không, nhĩ giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhĩ giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhĩ giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhĩ giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhĩ giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhĩ giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện tỷ giới quá khứ tức là cái không của tỷ giới quá khứ, tỷ giới vị lai tức là cái không của tỷ giới vị lai, tỷ giới hiện tại tức là cái không của tỷ giới hiện tại, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không, tỷ giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tỷ giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, tỷ giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tỷ giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, tỷ giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tỷ giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thiệt giới quá khứ tức là cái không của thiệt giới quá khứ, thiệt giới vị lai tức là cái không của thiệt giới vị lai, thiệt giới hiện tại tức là cái không của thiệt giới hiện tại, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không, thiệt giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thiệt giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thiệt giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thiệt giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thiệt giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thiệt giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện thân giới quá khứ tức là cái không của thân giới quá khứ, thân giới vị lai tức là cái không của thân giới vị lai, thân giới hiện tại tức là cái không của thân giới hiện tại, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, tức là cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, tức là cái không của xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, tức là cái không của xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không, thân giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thân giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không thân giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thân giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không thân giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thân giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, thân giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thân giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, ý giới quá khứ tức là cái không của ý giới quá khứ, ý giới vị lai tức là cái không của ý giới vị lai, ý giới hiện tại tức là cái không của ý giới hiện tại, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không, ý giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không.
trong cái không. Cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có ý giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, ý giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có ý giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, ý giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có ý giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, ý giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có ý giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, địa giới quá khứ tức là cái không của địa giới quá khứ, địa giới vị lai tức là cái không của địa giới vị lai, địa giới hiện tại tức là cái không của địa giới hiện tại, thủy hỏa phong không thức giới quá khứ tức là cái không của thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, thủy hỏa phong không thức giới vị lai tức là cái không của thủy hỏa phong không thức giới vị lai, thủy hỏa phong không thức giới hiện tại tức là cái không của thủy hỏa phong không thức giới hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không, địa giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có địa giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, địa giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có địa giới vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, địa giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có địa giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, địa giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có địa giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, thủy hỏa phong không thức giới quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới quá khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, thủy hỏa phong không thức giới vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới vị lai tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có thủy hỏa phong không thức giới vị lai có thể nắm bắt được.
thiện hiện trong cái không, thủy hỏa phong không thức giới hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thủy hỏa phong không thức giới hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, vô minh quá khứ tức là cái không của vô minh quá khứ, vô minh vị lai tức là cái không của vô minh vị lai, vô minh hiện tại tức là cái không của vô minh hiện tại, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ, tức là cái không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vị lai, tức là cái không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vị lai. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hiện tại, tức là cái không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không vô minh quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có vô minh quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không vô minh vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có vô minh vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vô minh hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có vô minh hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, vô minh quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có vô minh quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 59.